1.15. Sao? Video like là video mai số các video game này. Nói lại chuyện là sói còn video thì sói video game còn chịu lại mấy cái video kia đó cứ quay video nên cũng là một kênh bình thường quan trọng chứ cũng không có nội dung cái gì được có cái gì giống như mấy kia đó cái gì được rồi chữ đế là nó đủ điều kiện để kiếm tiền hơn điều kiện thì sắp với các video không mới đến tiền nó đủ rồi thì chữ là có video có mặt của người bé nó dễ dễ hơn rồi. Năm mươi thì cũng dư ra hai cái. Mình cứ theo dõi kênh đó. Để mốt video ông nội ăn cắt tóc lên. Gì đó người dùng mình chưa có lên YouTube rồi. Thì video có mặt em ấy, ông nội cao em ngồi em cao em quay video lại. Hướng dẫn cao đầu. Xóa luôn cái video comment này. Nó vào xem comment xong rồi nó thấy video nào cũng có một thằng áo đen ngồi xem. Này, để qua đây. Coi cầm trước góc rộng cái mặt nó béo liền.
Trời 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 đây đang nói chung là đang chơi may rủi đó, tỷ lệ là mất 1,3 tiền nếu mà bị ấy à, bị quét à? Không, tức là hồi xưa là quy định của YouTube á, giờ quy định như thế là view mà view Mỹ á thì là phải mất 30% thuế cho Mỹ á. Thì nếu như hồi xưa là mình lách á, lách là bằng cách là phát là mình kêu mình là ở Mỹ luôn, thấy không? Đây là đưa tiền cho mình là mình tự đóng rồi. À không, đấy là không, mình là người nước ngoài mà mình làm mà có view Mỹ là mình sẽ bị mất 30%. Nhưng nếu mình người người Mỹ thì mình không mất, thấy không? Nên là nó sẽ phát người Mỹ, tức là tách thuế 0% đó. Nhưng mà cái tỷ lệ là mấy kênh mấy kênh tháng trước mà được 100% đó là chơi cái đó trên năm trước kênh đó, nhưng mà mình nhận là chip nên là tỷ lệ sau này mình xuống tiếp ở đây và rất nhiều, nên là thường là chip một lần xong là mình phải đổi con người A đi. Mà cứ một con người A là 2,5 triệu, mà nếu mà tính là so với cái tiền mà bị mất thì cũng được à. Nếu mà nên là thằng kia nó mới nói là bây giờ mình sẽ phát bằng cách là mình ở trụ sở nước ngoài nước khác mình chơi là nó sẽ không bị điều thuế. Nên là mình nếu mà mình làm cái 30 đây á, 30% là cứ được điều hòa luôn, không cần thay người ai cả. Chân lên một vài chục đen trăm kênh rồi nó cứ chẹt cái cứ ngồi cứ tháng nào cứ đi check GA đi thay. Mấy cái con này là 32 ngày mới được thay, mới được đổi, dưới 32 ngày cũng được đổi. À vậy? Mới chơi vậy đó. Nên là có những con mà đầu tháng á, là cứ mình cứ tới đầu tháng mình đổi, đầu tháng mình đổi chứ. Đến cuối tháng cũng chưa được. Cuối tháng rồi quay qua tới đầu tháng sau mới được. Nên cứ lòng vòng lắm, tháng nào mới ngồi canh đổi được mấy này kia. Mà bị cái là mỗi lần mình nó tắt không là mấy thằng kia nó lấy số lên một lần. Một con người A làm và mình đưa qua đại tội nó nhập nó mới làm mấy mình đọc thì mình nó cút của nó mất không quá, nó nên test thử đây. Mà nếu như test ok thì cũng đủ tiền, còn nếu test không ok thì mất 30% tiền rồi. Hồi trước thì vài mất cũng mấy cái em bị mất 30% rồi sắp đứt luôn. Mình xem mình nối máy giờ không giảm hết đi. Thì cho mình đi lần nữa ai xem được. Vô thấy mà tự nhiên có tay lại ngồi đó, ngồi xem đi tới cuối để coi nó nói cái gì thì biết đâu được. Tình trời xa vắng nhà cầu đau sống thua một chút. Cả nhạc mùa với mùa về ngày hát buồn một mùa lên như thế bài tập cuối kỳ kìa.
gửi điểm mô cho tôi giáo. Sữa hả? Vâng. Cái đường riêng chấm điểm kỹ đây. Rồi thì mình đây. Sữa sâu thì mình có kinh nghiệm. Tại vì những cái này thực sự nếu tự học, chả bao giờ học ra đâu. Để mình phải... Rồi lúc học học vẹt thì nhanh hơn nhiều. Không có cách nào học nhanh mà người em ngồi là một kế bên một đứa chuyên nghiệp cũng ngồi làm mà mình cứ mình nhìn thôi. Nó làm tới đâu nó nói tới đó nữa cái gì. Không chuyện xấu nữa. Không mỗi một phòng không về à, bị lỗi người ta xét không kỹ đâu. Biết lỗi gì không? Cái lỗi chữ chạy lên đó, cái chữ chạy được em làm hả? Vâng. Đúng không? Cái lỗi chữ chạy đó, cái lúc mà cái thời gian đầu em làm cái mờ đó, mà cái thời gian đầu là nó có khi là không có phông xanh hay là không có cái gì đó là khi là bị có 40 giây mà chắc không kỹ đâu, chắc lỗi rồi đó thôi. Phải vài tiếng ngủ ra ngồi chắc chưa bốn mươi giây ngồi chắc chữ chạy nhanh quá. Tên bài hát hả? À, đó là một cái lời bài hát nhanh quá chữ chạy nhanh. Đứng ở vai trò của người xem. Không.
244 xem. Đó là xem lúc 12 người xem cùng lúc thì cao nhất 12 người xem cùng lúc này. Yếu. Coi kìa nó bán hay lắm, thằng này nó bán hay lắm. Kinh điển chứ. Đang có 4 người xem này. Đó. Ôi trời ơi. Ôi, siêu này, siêu các bạn ơi này, biết không? Ai siêu phải không? Hello anh mình cốt này. Thằng này này cái kênh TikTok nó 300k theo dõi là đâu phải vừa hả? Ta cái dạng KOL đó chứ vậy. Thì bán hàng được rồi. Hồi xưa nó làm cho ấy mà, nó làm cho Garena này. Nhưng mà nó cũng trẻ con đó. Một cái 200 cái 96. Cái kênh Dust Gaming bình thường là cứ 100 đều. Còn kênh không phải kênh này mấy hôm ít này xong nay lên ghê. Tại vì livestream mà em có cái tên game vào á, đôi khi nó tự hiện lên luôn. Nó tự đề xuất qua mấy cái phần livestream á. Như là nhiều mình xem game nhiều á, đôi khi nó tự nổi lên luôn, tự vào xem. Đây không khoai xem lên like rồi biết mấy thằng mấy bữa nó like một kênh nó thằng một cái nhà nó vô nó bố cho nên like kênh nào vậy kênh gì lại vậy mà mấy bữa đấy là nó có tương tác cơ hôm nay là mình giải lập một mấy bữa là nó like thật nên là nó có tương tác là nó nói chuyện trực tiếp mấy đứa đó luôn nó còn nhiều nữa hả nó vẫn hay một phần là mấy thằng mấy đứa vẫn dễ dở dở là nó chữa thuộc đây kênh Dust Gaming nè trong bảy sáu kênh này cứ đều đều đọc okay. Thoại này nó chưa nghĩ ra cái chế độ tắt màn hình khi quay. Quay rồi tắt màn hình anh em coi gì? Em quay cái gì? Ví dụ em muốn quay tham lát chẳng hạn. Thì quay đến chế độ tham lát là đôi khi nó sẽ có tắt. Hoặc là em quay lâu hay quay cái gì đấy lâu thì tắt màn hình. Bình thường nó đâu cố xí cho cái việc quay quay lại thì tắt quay rồi cổ trí hay không nhưng mà nó sai cái bản chất sai cái bản chất là quay là còn phải đôi thấy cái điều chỉnh chứ còn đang quay đúng là nếu như quay tham lát thì nó sẽ có chế độ tắt em nghĩ đôi khi là nó là cái việc mà người ta dùng quay với mục đích xấu á chứ còn cái người dùng họ mua máy về họ dùng nào là quyền họ chứ còn ôi có một cái bị lỗi mở rộng càng nhiều tính năng ra người ta càng thích chứ giống như kiểu iPhone Nhật không tắt được tiếng gớm đang có 14 người xem này 14 người xem này 18 người này. Nó đang nhảy luôn không vừa đỡ tắt luôn này đây bây giờ tắt được còn có 1 phút nữa thôi
mình chơi mình để hạn chế việc đăng nhập á, sao mình đăng nhập trên máy này, máy mình cho mình có nguyên profile nén lại up lên driver, xong đi tới từng máy mình tải nó về. Tải từng cái máy ảo về, tải từng cái profile về, cái profile của mail cũng đang chạy đi. Nhưng mà ví dụ mình sẽ chơi lô cái tiện mình sẽ chơi lô cứ một lô lần 1200 mail, mình đăng nhập cái máy tính mình xong thì sẽ nén profile lại mình quăng vô cái driver hay là cái gì đó có số lượng lớn. Mua thôi. Mua. Driver không giới hạn đâu. Đang có cái thằng Terabox rồi đó, nó miễn phí 1 tê mà. Con chưa vào được à.
em như là nút like Facebook, muốn có trái tim thì phải giữ. Trời ơi, hay vãi luôn. Vậy mà nó cũng nghĩ ra này. Sao thì không vậy mà cũng nghĩ ra. Không vậy mà cũng nghĩ ra, cái đơn giản nhưng mà ra thế cái đầu óc nó kinh khủng ấy. Tính nhạy. Và ý nghĩa đó nha. Đúng là kiểu như có những cái như vậy nó mới nói được, nó thúc là những cái rất cơ bản, rất bình thường. Tới mình biết nó vẫn thế nhưng mà mình không nghĩ tới, nên là lúc mà nó thốt ra thì mình mới kiểu sốc ấy, kiểu giật mình.
Tài. Em Quân à, em ngáp gì dài đó? Đang xíu ngủ tư vi hại chứ, cho đến 8 giờ mới tài giản luôn. Rồi, nếu là sắp easy rồi, cười này. Ta cứ tự yêu lắm, mình mẹ làm nó quen rồi. Này, em Quân này. Này hôm nay thấy mẹ on 5-6 tiếng trước là thấy em rồi. À. Em có đây. Hôm nay mẹ sắp hết phòng mỗi rồi. Vâng, nhưng mà đâu có mấy rồi. Nghe những cười nhất mép. Nghe lên lưỡi đi. Em con à, em con ơi, em con à, thêm mà cái này mình thôi rồi nha, gồng hết răng rồi. Ủa, 5 giờ dậy cũng sao ngủ tiếp hả? Ừ,
Dirty man. Sao là dirty? Em đa phần mấy cái này ít nó sai lắm người nhỏ. Cái này là dạng phong cách rồi anh mua mấy cái áo phông thì mấy cái giá ở đây mấy ở rẻ. Da đẹp phết đi. Vải như thế nào? Anh nghĩ chắc cũng được. Vải mà dài dài tí là mỏng quá, mỏng quá cũng không ấy. Trang mỗi lần mua áo anh cực lắm. Mình còn order hàng thì hàng order mà order thì chả biết chất liệu vải, chả biết cái size. Em thấy bên Jody cũng được kìa, qua mua Jody cũng được. Em có số khách hàng biết. Dần quá. Không mà mấy cái áo nó cũng design kiểu có một chữ trên ngực đơn giản mà. Dạ. Đi thì ai chẳng muốn đi. Đi tới chỗ rác là nhảy lên con xe máy đi xong rồi bẩn hay là hư hay là thế nào kệ nó, lúc này để lên đi về. Đi chơi ví dụ dừng chỗ dừng một hai ngày. Chào mặt hàng này còn không shop. Mấy đứa bốt chúng bốt đều là đợt đợt ở bên kia em đi làm đi bốt này à, ai đi làm cũng đi cái đôi này hết. Bên kia nó là cúc dân luôn, từ người già đến trẻ em, đến con gái, phụ nữ, con đàn ông đi ra ngoài đường là hầu như là đi đôi bốt này hết, đi làm à. À, đặc biệt là ở mấy chỗ nông trại là họ full luôn, đi cái kiểu bốt này hết, đi full luôn.
dễ nhanh. Nghĩ rằng nếu mà nó bán ở Sài Gòn thì chắc cũng thoáng mát thật đấy. Mình làm cái 10 nhá. Mình ra từ khóa chưa? Ra video chưa? Dạ. Làm cái trailer phim cũng làm phải tập chú kỳ. Bây giờ không có cái chuột gì hết. Làm trailer phim thôi chứ. Nãy là cô nói bài tập làm gì? Tức là làm một cái video theo chủ đề từ 30 giây đến tầm 2 phút thôi. Nhưng mà suột thì nếu mà làm trailer phim á thì lấy suột phim được, nhưng mà làm những cái khác thì phải có suột riêng. Nên sao làm trailer phim. Suột thì đấy, cái tướng quay mấy cái này. Ý là suột không được lấy lên mạng á. Không được lấy lên mạng á. Đấy. Hoặc là xin của ai đấy nhưng mà nó phải là không được thấy mà nó chưa được up kiểu thế. Cái bọn này nếu mà kiểu bài đèo nó up lên YouTube đó anh á, vấn đề bản quyền mấy cái clip đang quay đấy. À,
công sức lên. Có bật à? Em đang định lấy điều khiển em bật à? Trời ơi, nóng gì mà nóng dữ thế không? Mấy tính mà. Cái đấy nóng nhất đó. Dữ không? Đi qua kỳ qua phui nóng kinh khủng. Chính tản nhiệt nước nó mới nóng thôi anh, nó nóng ra ngoài. Nó nóng ra ngoài hay là nóng cái cục. Em thấy gió thổi ra nó nóng kinh. Bên đây tản nhiệt nước mà đây chưa tản nhiệt nước hết. Bên đây thổi không nóng bằng. Nó kêu về tản nhiệt quạt cũng bền hơn. Nó nóng như là bên trong nó cũng nóng lắm. Ri thì biểu một anh mua thêm cái máy lạnh ngoài này. Cái này gì? Đẩy đi này. Máy nó hơi nước thì không được. Hơi nước thì không được rồi. Mà máy lạnh thì lại phải 2 chiều làm gì máy lại 1 chiều. Nếu mà có thì cũng là phải có một cái, mình phải làm một cái ống để cho nó thổi cái nóng ra ngoài kìa. Thì là cái quạt về nước thôi. Lấy về những nóng này được duy trì được. Xem chỉnh lại cái, em nghĩ cái máy lạnh này không đến nổi như thế. Không đến nổi, tại vì mấy phòng kia nó như vậy. Đôi khi phòng này nếu tắt máy hết thì nên vậy nó sẽ mát đấy. Phòng bên em hôm nọ em bật xuống 26 độ. Phải có luôn. Con em ngủ nghe người 26 độ nhiều lúc là ngủ là quên rồi bị dậy bật lại là. Cái phòng này do cái này nó nóng hơn. Đây, máy ảnh tưới khoai tây bằng máy bay. Đó. Đó. Đây là cái tháp năng lượng mặt trời này. À, cái tháp này là cái này là cái buồng đốt này. Bên dưới là một bãi gương. Tức là nắng chiếu đến đâu thì cái gương sẽ xoay đến đấy, làm sao để hướng cái ánh nắng lên đây. Là nó nóng lên đây đốt thành hơi nước đấy mới đi quay tuabin tạo thành điện. Mặt trời thứ hai của cái vùng này sáng. Thái Lan mấy cái ông kia ông nướng gà bằng năng lượng mặt trời đấy. À bằng cái chảo ấy gì? Không, bằng gương. Nó có mấy trăm cái gương nó chiếu thẳng vào cái gà. À. Nướng. Thì mà nổi tiếng lắm. Mà hot tại vì nướng nó không bị cháy. Ừ. Và nó vàng nó đều, nó không khói, không có cháy. Mà nó là vàng ươm rất là đều đẹp nữa, mà cũng làm mấy chục năm nay rồi. Hay vậy. Là bán luôn đó. Ờ bán cho khách mà bán ngày bán mấy trăm gà, mấy ngàn gà vậy đó. Mấy gà rồng. Nghiện ngập lắm. Đây. Đi gần gà tay mấy mình lái ô tô gà gà tay bên đấy mấy thằng nhỏ nhỏ choi choi là đạp ô tô ra đi đua rồi. Mấy gà rồng. Đi qua kêu uống cà phê. Đây là hầm đú bôm. Bên cạnh bến xe bus là có cái hầm đú bôm này á. Làm được à, đi xuống dưới nữa đúng không? Đâu, đi dưới đất vô trong đây thôi. À. Đây qua của cái vạch xanh lá này là an toàn. Ghê vậy. Tức là ý là mảnh bôm nó không văng vào được á.
Ê, qua cái vạch sinh lát đấy là đấy cái tường dày cũng 25 phân. Ở gần dãy Gaza. Video gì có thể dứt được không? Có bị nhức nhức mắt không? Không thấy gì đâu. Vô mấy cái video nào. Kéo cửa lại thử. Kéo lại vô đỡ nóng. Em nghĩ vô cái màn hình bên đây nè.
Nó sẽ chia ra nhiều phân đoạn, ví dụ nhạc rồi nhạc nhanh, nhạc chậm, rồi đưa vô cái gì đầu tiên, cái gì đầu tiên là nó sẽ có. Thứ hai là tải một bộ phim em xem rồi á, em hiểu về nó thấy hay á. Thế là trailer, còn một phim chưa xem mà ngồi làm trailer sao làm được? Cái này em xem rồi nên em mới ấy. Con tải nguyên bộ phim về, sau đó mình nhớ những phân đoạn là mình bắt đầu mình đưa vô. Có một cái bố cục sẵn thường ở trên mấy cái TikTok mình hay có để nó nhưng mà ví dụ 30 giây thường là cái teaser nhiều hơn, 30 giây đến 2 phút rưỡi. Tức là cô giáo ra đề cái khoảng thời gian đấy thôi, nếu còn thích làm video gì cũng được mà. Mà chưa đăng ký khóa đăng ký mấy ngày? Em đăng ký rồi. Hôm nay đăng ký. Hôm nay đăng ký. 5.8 triệu. À, để em xem lại mail, mail này. À. Để tí em coi video xong em check lại mail. Vô còn có giảm giá nữa. Có. Chị đóng hôm nay là được giảm giá. Có giảm được 9 điểm không? 9 điểm không?
cho cái ôm to ác. Chúng ta thấy mà cái thùng này không cần để cái nắp xốp ở dưới luôn á. Ừ. Nó có cái đế hở ra rồi. Ừ. Lúc mình để cái nắp xốp nó bị thêm. Đúng rồi, em thấy. Khi để tấm sốt nó còn giữ nhiệt nữa. Lúc tấm sốt nó bị lúng hai cái chân xuống là đi, cái tấm sốt áp vô sát được cái. Thôi gỡ ra đi. Đang chạy. Nhấp lên. Bên kia thì anh để lút vào luôn thì à? Để trên như vậy. Tại miếng xốp nó có cái lỗ ban đầu rồi. Này ai còn quấn băng keo không? Máy lạnh di máy lạnh di động vàng nóng nó ở trong máy luôn thì đúng rồi đây không nó có nó sẽ thổi theo một cái đường ống ra bên ngoài, anh phải bắt cái đường ống đấy ra cửa sổ hay ra đâu đấy. Thì cái phòng nó sẽ bị hở, thường á người ta khoan một cái lỗ bằng đúng với cái đường ống, người ta để đường ống ra nhưng người ta không có cái điều hòa này, người ta chỉ dùng đúng cái đấy thôi. Đấy bên Nhật hay dùng. Điều hòa nào cũng phải một độ nóng một độ lạnh hết.
Thì như bây giờ đang là đỉnh điểm mùa nóng. Tắt luôn cái này đi đúng không? Có thể. Quay đường quá đi đâu ngắn thôi. Dừng quay lại cả. Tiếng 25. Dừng thì quay. Thì quay 2 tiếng luôn. Quay nhiều video nó giá trị hơn. Thành 30 tiếng là được.